Vâng, xin chào các bác nhá. Đây trước mắt các bác đây là hàng lưới kéo cá, kết cá, vét cá. Hàng lưới gen nha các bác nhá. Đấy, làm từ sợi lưới gen nha các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp. Hàng được làm theo yêu cầu của bác là kéo cá hương. Đấy, cá hương, cá giống. Hàng này chuyên dùng để kéo cá giống nha các bác nhá. Đây, để em cho các bác xem là về chất liệu lưới gen nhá. Đấy các bác thấy không? Hàng mắt rất là nhỡ, mắt chỉ có một phân thôi, nó rất là mềm mịn. Hàng lưới gen này rất là mềm mịn đấy, rất là chắc, không bị xô giặt mắt này. Đấy, hàng thì lại rất là mịn, không có cục, không có ấu. Đấy, thì là khi mà cá giống nó chui vào thì nó sẽ không bị xô sát hay là bị rát cá nhé, không bị rát mình cá hay là bị ảnh hưởng đến vây hay là váy của cá. Đấy, thì hàng này chuyên dùng để kéo cá giống, rất là đảm bảo về chất lượng của cá luôn. Đấy, để không ảnh hưởng đến con cá các bác. Còn hàng này thì đây như các bác xem đây rất là tơ nha. Hàng này để làm theo yêu cầu của bác đấy là để kéo cá hương đấy ạ. Thì là hàng này cao 5 m, túi sâu 6 m. Đấy các bác thấy không, túi rất là sâu nha, rất là rộng mở, rất là to này. Các bạn thấy không? Rất là đẹp nha. Và chiều dài của nó là 50 m. Đấy, chiều dài rất là dài luôn. Mỗi cánh là 25 m. Chiều dài tổng là 50 m. Ở đây thì là đây em giới thiệu về phao nhá. Phao đây là phao tông. Em làm từ loại phao tông chống lỗ. Khoảng cách ở cánh thì là từ 15 đến 20 cm thôi. Đấy, từ 15 đến 20 cm. Rất là mau. Tại vì hàng này là cao 5 m, đấy cho nên em làm phao rất là mau. Phao ở cánh thì là 15 đến 20 cm, còn ở túi đây các bác đây. Đấy, ở túi thì em làm mau chi chít luôn nha. Đấy, mau chi chít luôn. Còn ở cánh thì là em làm từ 15 đến 20 cm. Còn cái dây chắn, dây thắt phao này là làm từ loại dây dù nha. Dây dù, đấy, dây dù Nhật Bản đấy ạ. Thắt chết luôn. Thắt chết luôn. Đảm bảo cho việc là phao sẽ không bị chạy. Đấy, các bác coi giật thoải mái, phao không bị chạy đâu nha. Các bác cứ yên tâm. Còn cái dây kéo em làm loại là phi 10 nha. Rất là to. Đấy các bác thấy không? Phi 10 nha, rất là to, rất là chắc luôn. Đấy, chỗ nào cũng 15 đến 20 phân. Các bác yên tâm, rất là mau. Đấy, các bác thấy không, mau không? Rất là mau nha. Đấy, còn về chân trì. Đây em cho các bác xem về chân trì đây. Hàng chân chắn bùn này các bác này, làm từ sợi lưới dù Nam Giang nhá. Thì sợi lưới dù này thì các bác không lạ lẫm gì đâu rồi. Hàng lưới dù Nam Giang thì là hàng loại dù tốt nhất cho tất cả các loại lưới dù. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ bóng luôn. Thì cái hàng này là làm xong thì độ bền của nó thì các bác kéo tầm 15 thì cũng không bao bị hỏng. Tại vì làm rất là chất lượng, từ lưới cho đến lưới chắn mùn. Đấy, rất là chất lượng. Đấy, các bác thấy không? Lưới Nam Giang nha, cực kỳ chuẩn luôn, không xô, không giạt, không bị xù, không bị sổ này. Lưới rất là chắc luôn, không bị chạy mắt. Hàng rất là đẹp. Lưới dù Nam Giang là số 1 tổ. Còn ở dưới là dây chì. Đấy, các bác thấy không? Dây chì em dùng dây rất là to nha các bác nha. Em dùng sợi dây rất là to. Tại vì sao mà chì ở đây lại thưa như vậy? Tại vì đây là yêu cầu của bác đấy. Thì bác khách đấy là bác yêu cầu là tại vì kéo cá giống, đấy cho nên là cũng không cần phải chỉ quá to, không cần phải chỉ quá thưa, quá mau. Đấy, thì đấy em làm là thưa ra cũng được. Đấy thì là cái này là em làm thưa. Còn nếu mà các bác nào yêu cầu là làm chỉ mau hơn nữa thì em vẫn đáp ứng được nha. Đấy, em làm chỉ mau hơn nữa vẫn ok. Đây là theo yêu cầu của bác đấy thôi, là muốn chỉ thưa ra cũng không cần phải mau lắm đâu. Chỉ vẫn là chỉ dày 2 ly nhá các bác nha, yên tâm nha. Đấy, chỉ rất là dày là 2 ly nhá. Đấy, rất là chắc. Hàng các bác cứ yên tâm là hàng phải chất lượng. Đấy, cũng được thắt cái sợi dây dù Nhật này, các bác thấy không? Đấy, thắt chết nha, đấy, thắt chết luôn, rất chắc chắn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, hàng này chuyên để kéo cá giống, cá hươm, kéo ở hồ, ở ao, hồ, sông. Em làm kích thước nhá, em làm theo yêu cầu, hàng lại tại xưởng mà làm mọi kích thước, mọi mẫu mã luôn. Thì các bác muốn yêu cầu kích thước như nào các bác cứ lên lại em. Đấy, đây cái mắt lưới em cho các bác xem kỹ này, rất là đẹp nha, không bị chạy hay là không bị gì nha, rất là mịn nha, không có ấu thì việc cá sẽ không bị ảnh hưởng đến vây hay là váy hay là bị rát cá, rát mình cá hay là bị ảnh hưởng đến chất lượng của cá nhé. Đấy, rất đảm bảo luôn, hàng kéo rất là chất lượng. Đấy, các bác mua thì liên hệ em nha các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác đã xem video ạ.